thông tin về dự án thu phí tự động không dừng. Thưa quý vị, trong giai đoạn 2 của dự án này, liên danh tập đoàn Viettel và một số đối tác đã được Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn làm nhà đầu tư. Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp thường trực chính phủ về thúc đẩy dự án thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT. Cuộc họp diễn ra vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 3 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý được chia làm hai giai đoạn theo mục tiêu ban đầu, dự án phải hoàn thành vào trước 31 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên đến nay dự án bị chậm tiến độ. Trong giai đoạn 2 của dự án, vượt qua nhiều nhà thầu, liên danh tập đoàn Việt Theo và một số đối tác đã được Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn làm nhà đầu tư. Giai đoạn này dự kiến tiếp tục lắp đặt tại 33 trạm thu phí tự động không dừng, gồm 10 trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, 23 trạm trên các tuyến cao tốc quốc lộ khác. Sau khi nghe Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành báo cáo về tình hình triển khai dự án, Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã hoan nghênh các bên liên danh Việt theo và các đối tác đã phối hợp và có phương án triển khai để cuối năm nay hoàn thành triển khai thu phí tự động không dừng trong giai đoạn 2 này. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng trong thông báo số 08 ngày 9 tháng 1 năm 2020. Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp chỉ đạo các bên của dự án thực hiện tốt nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ để hoàn thành trong năm 2020. Các bên liên danh phải thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.